Vâng, thưa quý vị, qua số điện thoại hotline của kênh VTC9 thì ban biên tập của chương trình cũng nhận được phản ánh của người dân ở thôn Thọ Giáo, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội thông tin là từ rất nhiều năm nay rồi thì một khu đất ở địa phương này gọi là khu vườn dâu cũng đã bị bỏ hoang, gây ô nhiễm môi trường và gây bức xúc trong nhân dân. Và thưa quý vị, được biết thì khu đất này đã được chính quyền xã giao cho 98 hộ dân quản lý và canh tác. Sau đó thì người dân cho một hộ gia đình trong xã thuê lại để làm mô hình VAC. Đến nay thì người thuê liên tục không trả quyền lợi là sản lượng thóc nhiều vụ cho người dân. Mặc dù đã nhiều lần đề nghị đến chính quyền địa phương, nhưng mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ. Và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Đây là khu đất vườn dâu thuộc thôn Thọ Giáo, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Khu đất này được Ủy ban Nhân dân xã Tân Minh giao cho gần 100 hộ gia đình thôn Thọ Giáo canh tác, phát triển kinh tế theo quy định. Vậy nhưng giờ nó bị bỏ hoang như thế này. Tùm, chuột bọ rồi chuột nó phá màu phá hoang, mà bây giờ dân thì công ăn việc làm thì nó mỗi ngày các cháu lớn lên không có công ăn việc làm, mà ruộng thì không có, mà chỗ này bỏ hoang này, nó trông trước mặt một cái nghĩa trang mà đằng sau là lại có một cái trường. Theo người dân, vào năm 2004, 98 hộ gia đình có ruộng canh tác ở khu vườn dâu đã thống nhất đấu thầu cho thuê hơn 15.000 m2 đất nông nghiệp. Người trúng thầu lúc đó là một công dân thuộc xã Tân Minh. Mục đích thầu là làm mô hình VAC. Giá trị thuê đất là 116 kg thóc một sào một vụ. Tuy nhiên, đã nhiều năm khu đất bị bỏ hoang. Tức là lúc bây giờ cho thuê, lúc để dồn ruộng ấy, các ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn thì toàn thể xã viên đội 8 cũng xin ý kiến của lãnh đạo ủy ban là cho đấu thầu để tiện cho việc canh tác. Thì cho đấu thầu hợp đồng là được 10 năm. Đến 10 năm là cho đấu thầu từ 2003 đến 2013 là hết hạn. Biên bản đấu thầu được lập năm 2004 thể hiện thời gian thầu là 10 năm, tức là từ năm 2004 đến năm 2014. Nếu nhà nước không chia lại ruộng thì chủ thầu vẫn tiếp tục được làm. Người dân cho rằng người trúng thầu nhiều năm không thanh toán tiền thuê đất cho các hộ dân. Vì thế người dân đã nhiều lần đề nghị hủy hợp đồng thuê đất, yêu cầu trả lại, nhưng đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết. Thì bây giờ là anh ấy bỏ, anh ấy không có nhà. Bây giờ tôi đến thu sản phẩm, kể cả ruộng cấy của anh ấy có ruộng cấy nhưng mà bây giờ cũng không có nhà. Tôi không biết ở đâu mà chúng tôi đến thu. Bây giờ chúng tôi là trên cái cơ sở là xã viên, đội 8 này là quyết định là phải thanh lý hợp đồng cái ruộng vì cho đấu thầu lâu quá rồi mà anh ấy bỏ, anh ấy đi. Xã lên thì coi như cứ đưa ra huyện cũng lại không được. Bây giờ coi như là chúng tôi phải cử ra 5 người bây giờ lên. Bây giờ lên xã bắt đầu mới bảo là bây giờ các ông phải đi ra, lên ra tòa thì mới làm được. Thì dùng đội chúng tôi cử mấy ông đi lên để đòi lại sự công bằng cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi chỉ nhờ tất cả các cấp và các chính quyền sẽ lấy lại cho chúng tôi để chúng tôi rồng rọt, để chúng tôi sinh sống. Xác nhận với phóng viên có sự việc đấu thổ đất và hiện người dân chưa lấy thanh lý được đất công để canh tác nên đất bị bỏ hoang ở khu vườn dâu. Ông Nguyễn Công Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Minh thông tin. Từ tháng 1 năm 2004 thì cái thời hạn hợp đồng nó hết hạn. Thì tuy nhiên cái sản lượng của năm 2013 thì đối với ông Phạm Hữu Cường không nộp trả cho các hộ. Thế thì đối với các hộ dân thì cũng đã có các cái đơn đề nghị, thì xã cũng đã hỗ trợ về cái việc thanh lý cái hợp đồng đối với ông Phạm Phú Cường và đề nghị ông Phạm Phú Cường trả lại ruộng cho bà con 95 hộ đó. Tuy nhiên thì ông Phạm Phú Cường cũng không phối hợp làm việc. Thế thì từ đó đến nay thì đối với các hộ cũng tiếp tục có cái đề nghị đối với xã rồi là ủy ban huyện, thì xã cũng đã hướng dẫn đối với 95 hộ cử đại diện các hộ để chúng ta thực hiện cái khởi kiện ra tòa dân sự. Nhằm có thông tin nhiều chiều về vụ việc,
Phóng viên đã gọi điện trao đổi với ông Phạm Phú Cường, người trúng thầu khu đất vườn dâu năm 2004 và được ông này cho biết. Thời hạn là 10 năm đấy thì anh có nợ một cái khoản tiền ấy. Thì có đúng không anh? Không, không có chuyện đó mà cái này nó liên quan đến ủy ban xã cơ. À, thế à? Ủy ban... Hàng ngàn mét vùng đất ở Hà Nội bị bỏ hoang. Trong khi đó, người dân không có đất để sản xuất, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Không biết làm thế nào, mỗi ngày bà Lam lại quanh quẩn khu vườn dâu, nơi có một phần đất canh tác của gia đình và trăn trở với câu hỏi: bao giờ bà và các hộ dân mới tiếp tục được canh tác trên mảnh đất của chính mình?